Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình đến từ Súp Nhật Việt. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm rất hot hiện nay ở thị trường bên Nhật và được người dân của Nhật Bản sử dụng rất như là một cái nước người dân Nhật Bản coi như là một cái nước thần thánh. Và cái nước này là rất là giàu hydro và tốt cho sức khỏe nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể xem kỹ đây. Đây ạ. Đây là cái nắp của nó đây. Và cái lớp vỏ bên ngoài của nó được làm bằng cái chất gọi là bằng kẽm nha các bạn nhé. Nó giúp chống oxy hóa. Đấy. Nó đảm bảo được cái chất lượng của nước bên trong không bị mất đi. Đấy. Đây ạ. Đấy, các bạn nhá. Đây toàn chữ Nhật luôn nhé các bạn nhé. Đây cũng là hạn sử dụng đây. Đấy, tem mác đầy đủ luôn nhé các bạn nhé. Đấy. Bây giờ để hiểu rõ hơn về cái nước này, bây giờ mình sẽ đi giới thiệu qua cho các bạn về cái nước Izumio Nhật này các bạn nhé, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc cũng như công dụng, tác dụng của cái nước này. Đấy. Trước khi nói đến cái công dụng cũng như tác dụng của nước này thì mình sẽ nói qua về cái nước Izumio này. Nó là cái nước thần kỳ mà làm được gọi, nó cũng là một cái loại thực phẩm chức năng dạng nước cao cấp và giàu hàm lượng hydrogen, không màu, không mùi, không vị. Đấy. Và được nhập khẩu hoàn toàn 100% là từ Naturally của nước Nhật Bản. Nước thần kỳ dầu hydro Izumio này là một cái sản phẩm bán chạy số 1 tại thị trường Nhật Bản hiện nay. Đấy. Các bạn đã bao giờ nghe đến cái tên nước uống Izumio Nhật Bản? Cái thứ nước thần thánh được đông đảo người dùng biết đến và công dụng tuyệt vời của nó có thể là ngăn chặn, ngăn ngừa và điều trị các căn bệnh khác nhau. Và để hiểu rõ hơn cái nguồn gốc này, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái nước thần thánh này các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cái nước thần thánh này. Đấy. Nguồn gốc đầu tiên là về cái nguồn gốc của cái nước Izumio Nhật Bản. Nó là một cái loại nước là giàu hydrogen và có nguồn gốc từ Nhật Bản, được sản xuất bởi công ty Naturally Plus, công ty đi đầu trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chuyên sản xuất và cung cấp những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu hàng ngày của con người. Đấy. Công ty có trụ sở chính tại Nhật Bản và có chi nhánh tại 12 quốc gia trên thế giới và quản lý đều là những người Nhật, nên các bạn yên tâm nhé, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Về cái thành phần của cái nước Izumio Nhật này thì thành phần chính của nó là nước và khí hydro, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới và nó được cấp cái bằng sáng chế. Đấy. Nước Izumio này nó là một trong những cái loại nước có chứa hydro cao trên thế giới, nên có công dụng tuyệt vời trong cái việc ngăn ngừa và điều trị các căn bệnh khác nhau. Về cái tác dụng của cái nước hydro và cái nước Izumio Nhật này thì nó vì nó giàu hydro nên nó có tác dụng là ngăn gốc cái tự do sự oxy hóa tế bào trong cơ thể và làm chậm cái quá trình lão hóa, tăng cường đề kháng, giảm viêm, vân vân. Đấy. Đối với các tế bào ung thư này thì cái nước Izumio này nó có tác dụng đó là thứ nhất nó hạn chế cái sự phát triển của khối u. Đấy. Hỗ trợ tăng cường cái hệ miễn dịch cơ thể, thúc đẩy quá trình tự hủy của tế bào ung thư, giảm cái tác động phụ của thuốc và đào thải độc nó đào thải cái độc tố trong quá trình trị xạ trị, hóa trị và nâng cao cái chất lượng cuộc sống, tình trạng thể chất bệnh nhân ung thư trong từng giai đoạn. Đấy, nó giúp về
rất tốt cho những cái bệnh nhân đang bị ung thư. Đấy ạ. Và tiếp theo là cái cách sử dụng của nước này thì đấy, mình sẽ nói về cách sử dụng của nước uống Izumio Nhật này. Nước này nó có dạng khí nén lỏng và đóng gói. Đấy, nó là cái dạng khí nén lỏng đóng gói và được bảo quản trong cái túi màng nhôm. Đấy, chính vì vậy thì các bạn khi các bạn sử dụng, sau khi mà các bạn mở ra ấy, thì sau thì các bạn nên dùng, tức là sau khi mở ra các bạn hãy cố gắng là dùng luôn, uống luôn chứ đừng có để lâu. Nếu các bạn để qua 3 tiếng nó sẽ bay hơi mất khí được khoảng 50%, và sau 6 tiếng coi như là nước này là không có cái tác dụng gì nữa, không có một cái chút công dụng nào nữa. Đấy, các bạn hãy lưu ý nhé, sau khi mà mở ra thì các bạn hãy cố gắng là sử dụng cái nước này luôn. Đấy, càng nhanh càng tốt để nó đỡ mất đi cái công dụng, nó đỡ bay hết khí hydro trong cái nước đi. Bởi vì đây nó làm bằng cái màng nhôm này này, tức là kẽm này này, nó sẽ giữ được cái khí hydro, và khi chúng ta mở ra nó sẽ bay hao mất. Thế nên các bạn hãy cố gắng sử dụng khi mà mình đã mở ra nhé các bạn nhé, đừng để quá lâu. Vì thành phần chủ yếu của nó là cái hydro nên bạn có thể sử dụng hàng ngày. Đấy, sử dụng hàng ngày và sử dụng bất kỳ thời điểm nào mà bạn muốn, nó sẽ không hề gây ra một cái tác dụng phụ nào. Đấy. Bạn có, đặc biệt các bạn có thể sử dụng cái nước này như một cái nước uống hàng ngày của các bạn, thay cho vì uống nước các bạn có thể uống cái nước này, nước hydro Izumio này, để bảo vệ cái sức khỏe của mình. Đây cũng là lý do vì sao mà người Nhật người ta sử dụng cái nước này là thay cho cái nước uống hàng ngày của mình. Đấy. Đấy, vừa rồi mình đã có giới thiệu qua cho các bạn những cái xuất xứ, nguồn gốc, cũng như là công dụng, cách sử dụng cái nước hydro này. Đấy. Các bạn hãy nếu các bạn đặt hàng thì hãy các bạn nào mà có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với shop của mình, đó là qua cái số điện thoại 0983 131528 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể gửi mail vào shop nhậtviet.com a@gmail.com. Cách thứ hai, các bạn có thể chat Facebook trực tiếp qua link Facebook, đó là facebook.com order hàng Nhật Bản. Đấy, hoặc là các bạn, cách thứ ba các bạn có thể đặt hàng, đó là các bạn online tại shop nhậtviet.com vietchao đặt hàng. Đấy. Đấy. Rồi, vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về cái nước thần thánh này. Các bạn hãy, nếu các bạn nào quan tâm đến sản phẩm thì hãy nhanh tay đặt nhé các bạn nhé, đặt hàng nhé, để bảo vệ cho sức khỏe của mình cũng như người thân trong gia đình của mình được tốt hơn. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.